Xin chào mọi người đã quay trở lại với lại kênh YouTube của Viettel Music. Mình là Tâm Nguyễn. Thì trên tay mình đây là một cái sản phẩm mới của Fender. Đây là một loại âm lực. Thì âm lực là gì? Thì các bạn có thể dễ hiểu là mình sử dụng một cái dụng cụ này để mình cắm vào guitar. Mình không cần phải sử dụng âm. Mình có thể đeo tai nghe vào và mình tập luyện trong im lặng, hoặc là cũng có thể là tập luyện ở bất cứ đâu đó. Các bạn có thể đi chơi, đi du lịch mà mình cần tập luyện một cách im lặng mà mình không phải làm phiền người khác, thì đây là một cái dụng cụ rất là hữu dụng. Các bạn có thể thấy ở đầu clip mà mình vừa mới làm một đoạn demo, mình sử dụng mình chỉ sử dụng một cái sản phẩm là Mustang Micro này thôi, và mình cắm vào đàn. Sau đó mình sử dụng một sợi dây giác 3 ly, mình cắm vào, có thể là mình cắm vào tai nghe cũng được, hoặc là mình cắm ra một cái loa nào đó. Vậy để mà làm sao để mà mình sử dụng mà mình luyện tập với bác Kinh Chắc, thì cái sản phẩm này cũng mang tới cho các bạn một cái sự tiện lợi, đó là kết nối với Bluetooth. Mình sử dụng điện thoại để mình mở cái bác Kinh Chắc của mình lên, mình đeo tai nghe vào, mình sử dụng điện thoại mở bác Kinh Chắc và mình tập luyện rất là dễ dàng và tiếng rất là hay, đúng không ạ? Thì ngoài ra cái sản phẩm này mang đến cho các bạn là 25 chiếc amp và effect khác nhau, và có thể sử dụng bạn đeo tai nghe bạn luyện tập đó. Cái pin này khi mà bạn sạc đầy, bạn có thể chơi lên đến 4 tiếng đồng hồ. Và sau đó nữa là các bạn có thể sử dụng sợi dây USB, các bạn có thể kết nối cái đàn của mình với lại phần mềm thu âm. Các bạn có thể thực hành thu âm mà không cần phải qua chiếc amp nào cả, không cần phải sử dụng phơ, vì tất cả đã có tích hợp ở trong đây hết rồi. Các bạn có thể thấy đây là một cái sản phẩm của Fender, thì đương nhiên nó sẽ có những chiếc amp của Fender, những chiếc amp như là Mustang nè, hoặc là Green Reverb, chỉ chiếc amp nổi tiếng của Fender đều tích hợp sẵn ở trong đây. Nên cái việc mà các bạn thay vì đi mua quá nhiều loại amp mà mình muốn, thì mình có thể sử dụng cái phần này, mình có thể thực hành thu âm được, mình luyện tập được. Hơn nữa các bạn có thể thấy khi mà mình cắm vào đàn á, mình thậm chí mình có thể đi ra ngoài công viên mình tập, mình thay đổi không khí. Một sản phẩm rất là tiện lợi và rất là đẹp, đúng không? Và nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm này, các bạn có thể đến với lại những showroom của Viettel Music để mà mình có thể trải nghiệm nhé. Ở đó thì các nhân viên có thể hỗ trợ các bạn để mà các bạn có thể thử và test những cái tiếng, những amply, những effect của nó. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Xin chào và hẹn gặp lại.